Mi à? Ờ, tao đây. Gì? Lại thất tình á? Thế bây giờ mày ở đâu? Tao qua đón. Ừ, được rồi, nhá. Cứ ở yên đấy nhá, tao qua liền đây. Có chuyện gì thế em? Cái Mi lại chia tay người yêu anh ạ. Bây giờ em phải qua đón nó. Để nó một mình em không yên tâm. Mi nào nhỉ? Cái Mi học cùng em hồi đại học ấy. Lần trước đi họp lớp em đã gặp rồi còn gì. À, thế thì anh nhớ rồi. Thế là có nghĩa là tối nay anh ngủ với sofa đúng không? Thôi anh chịu khó nhá. Thôi em đi đây, muộn mất. Mà này, hả? Nhớ về sớm đấy. Ok. Mi, tại sao lại uống rượu mình thế này? Mi, em đang chán đời. Anh có uống cùng em không? Anh không uống. Thế anh đi ra đi. Thôi đừng uống nữa. Anh bị làm sao đấy? Kệ em. Thế có chuyện gì? Tại sao? Em cũng xinh đẹp, tốt bụng mà em lại đi phản bội. Điều này anh... Thôi anh xin em. Anh nói cho em tại sao đi. Tại sao? Tại sao? Dung ơi! Dung! Ôi, anh ơi! Chuyện gì thế? Bạn em ngồi đây uống rượu một mình. Đi bạn ra! Cô anh xin em đấy! Ôi, Mi ơi! Ra! Để anh đưa cô ấy vào phòng. Em dọn cô ấy nhá. Mày đưa tao đi đâu đấy? Hôm nay biết mày buồn cho là tao với anh Nam đã cố tình đưa mày đi chơi đấy. Cho nên là nhá, hôm nay thích ăn uống mua sắm gì cứ thoải mái đi, tao sẽ mời. Ok. Cảm ơn mày nhưng mà tao... Nhưng gì mà nhưng, đi rồi còn gì nữa. Thôi đi đi, vui vẻ lên. Đúng rồi em ạ, đi đi cho vui. Nhá. Đồng ý rồi đấy. Anh ơi, nhanh lên anh. Rồi. Có chuyện gì không em? Tối qua em say quá. Anh thông cảm cho em nhé. Không sao đâu. Con gái ai thất tình trở vậy. Mà này, mình vào đi, không dung đợi.
Em ơi, mang đồ thêm cho anh nhá. Đi, hôm nay đi chơi không thấy vui ngoai tí nào à? Chắc là tại nhìn bọn mày vui quá, làm tao lại nhớ người yêu cũ. Thôi, mày hâm à? Mày quên cái thằng đấy đi. Không yêu thằng này thì yêu thằng khác. Như tao với anh Nam đây này, yêu nhau tình cảm như thế, nhưng mà anh ý mà lén phén vớ vẩn gì á, làm chia tay luôn. Dùng nói thế thôi chứ bọn anh không chia tay nhau được đâu mà. Anh Nam tâm lý thật đấy. Ước gì em tìm được người yêu như anh nhỉ. Mày yên tâm đi, rồi sẽ có một chàng trai yêu thương và hiểu mày. Thôi được rồi, hôm nay tao sẽ uống với mày cho quên hết sầu đi nhá. Nào, cả ly, không say không về. Yo.
phòng nữa hả anh? Mi ơi, mi ơi uống đi. Uống đi mi ơi. Anh đã bảo em không uống rồi. Này. Kali. Ôi giời. Đã bảo không uống rồi. Mi ơi, Mi. Anh Nam à, em mệt quá. Em ổn chứ? Em đau đầu. Anh đưa em lên phòng Dung để nghỉ nhá. Không, em không thích lên đâu. Hay là anh ở đây với em đi. Không được đâu, nhỡ Dung. Anh đừng lo, Dung ngủ rồi mà. Em dậy rồi à? Vâng, hôm qua em uống nhiều quá, chả nhớ gì cả, đau hết cả đầu. May mà hôm qua anh còn tỉnh đấy, nếu không nhá, hai đứa ngủ ngoài đường. Thôi em biết anh vất vả rồi mà. Này, dạ. Lần sau là không được uống nữa đâu nhá. Vâng, tại vì hôm qua cái Mi nó buồn quá, cho nên là em phải cố gắng hơn với nó. Anh hiểu mà. À này, dạ. Lần sau là không được uống rượu nữa đâu nhá. Vâng. Mà ăn gì không anh nấu? Ăn mì tôm trứng. Đợi anh thấy. Alo em à, chắc tối nay anh không qua em được rồi. Anh có chút việc bận ấy mà. Thế nhá. Cửa không khóa đâu, anh vào đi.
Alo. Alo, anh à? Alo em à. Anh đang họp lát gọi lại nhá. Suốt ngày họp. Anh nhớ phải đón em chơi anh nhá. Không được rồi. Anh đang bận họp mất rồi. Để khi khác nhá. Anh bị làm sao đấy? Suốt ngày đối tác. Em có cảm giác như là anh đang cố tình tránh mặt em ấy. Em bị sao thế? Anh bận thật mà. Thế nhá. Liên lạc em sau. Alo, tao đây. Mày hả? Mày đang ở đâu ấy? Tao đang đi làm tóc. Sao thế? Này, tao bảo lần trước mày chia tay cái thằng kia ấy, nó có dấu hiệu gì khác thường không? Tao cũng không nhớ nữa. Tại vì dạo này tao cũng vui lên rồi ấy. Thôi mày đừng nhắc nữa. Tại vì anh Nam dạo này cũng... Thế nhá, tao đang bận. Khiển chết đi được. Anh bận cái gì mà ngày kỷ niệm cũng không nhớ nữa. My này. Anh nghĩ chuyện của mình ấy cứ thế này mãi nó không ổn đâu. Em cũng thấy thế. Hay là anh chia tay nó đi. Anh có yêu em không? Anh mà My ơi, anh đi tắm xong thì hai đứa về nhá. Dung ơi, không như em nghĩ đâu. Không như em nghĩ à? Thế hai người vào nhà nghỉ để đi vệ sinh à? Hả? Anh, Dung ơi, anh nghe anh giải thích đã. Dung ơi, Dung. Vậy là cả tháng nay anh lừa dối tôi. Đi gặp đối tác. Đối tác của anh đây à? Hả? Nghe anh giải thích đã. Hả? Nếu mày đã biết rồi thì tao nói thẳng. Đúng, tao với anh Nam lén lút quan hệ sau lưng mày đấy. Bọn tao yêu nhau được một tháng rồi. My! Mày! Dung ơi, bình tĩnh lại đi em. Mày là bạn tao không à? Tại sao mày làm thế với tao? Tình yêu thì không bao giờ có thể ép buộc được, mày có hiểu không? Hai người quá đáng lắm rồi. Cút đi! Bình tĩnh đi. Dung ơi! Anh Nam! Anh định bỏ rơi em à? My ơi! Có lẽ
mình nên dừng lại thôi em ạ. Tại sao? Anh chọn nó chứ không chọn em đúng không? Em có gì, em có gì không tốt? Bởi vì anh không yêu em. Tất cả là lỗi do anh. Do anh, em hiểu chưa? Chỉ là cảm xúc nhất thời của anh. Nó mù quáng. Nó mù quáng, em hiểu không? Anh Nam.